Dạ vâng ạ, 20 này em đi ạ. Đi Bắc là đi xe gì chứ? Đi từ đây vô Sài Gòn đi máy bay ra chứ? Em vô Sài Gòn với người nhà ít hôm nữa. Vâng. Xong rồi sát Tết em mới ra. Từ đây vô Sài Gòn mình đi xe tour, xe Tân Hạnh. Xe của Sinh ạ. Sinh được thôi. Vâng. Đó giờ chị về đây mà chị chưa đi suối nước nóng à? Chưa, mười mấy năm em không có đi suối nước nóng. Bình Châu á. Tại vì nóng lắm rồi. Nóng. Bên kia lạnh lắm mà về đến đây là nóng lắm rồi cho nên là đi nước nóng nữa cho nóng thế. Đâu cái nước nó xuống nó tự nhiên mà. Mà. Chứ còn đâu phải là ở khu vực rất nóng. Về mỗi lần về em chỉ có đi cái đồi cát này, xong rồi đến cái Tà Cú, thêm nữa là gì quên tên rồi, ngọn Hải Đăng á, cây gà. Vâng. Chị đi chưa? Tà Cú là hôm qua em đi rồi, hôm qua hay hôm kia á, em chỉ định bắt xe buýt này, xe buýt số 1 á, đi ra xem chợ Phan Thiết. Ra nơi chợ Phan Thiết họ di rời chả còn nữa, em hỏi nhà đâu, xe còn chứ, chợ Phan Thiết còn chứ. Cái chợ đấy nhưng người ta dẹp cái phần ngoài giáp đường, người ta xây công viên rồi. Chợ Phan Thiết đâu có, vẫn hồi đó nó dời rồi vẫn còn chứ, nó xây lại mà. Và nhưng mà nó không như trước nó giải ra tận ngoài đường, bây giờ là thu gọn lại rồi. Thế là nhà xe họ không xuống đây nữa, em hỏi đường đi thế họ kêu bắt xe số 4, thế em lên xe số 4 đi luôn, họ thả xuống cái bến đấy là xe đậu sẵn là đi luôn. Đi Tà Cú luôn. Vâng, em đi Tà Cú luôn, thế là cho đỡ phí một ngày. Bởi vì lúc ấy mà có phải quay về lại phải đến trạm khác lại phải chuyển sang chỗ khác để chờ xe quay về. Thế mà thôi đi luôn cho khỏi phí một ngày, chứ quay về lúc ấy nóng lắm, ngồi lên xe khác lên luôn nên là nó mát.